Ta Chí Hạo xin chào mọi người. Hiện thời thì Lưu Chí Vĩ đã đến Đài Loan rồi. À, không khí ở đây thì rất là lạnh, khoảng tầm 8-9-10 độ gì đó. Rất là lạnh luôn. Hiện thời là Vĩ đang đứng ở đây là ở Cơ Long. À, còn gọi cái tên của tiếng Hoa là Chi Lũng. À, tiếng Hoa là Chi Lũng, còn dịch ra là Cơ Long. Nói chung không có rành tiếng Hoa. Tiết trời thì rất là lạnh mà đi ra tới đây, tới Chi Lũng này thì hiện thời thì đang mưa phùn, mưa bụi. Đây nè, cả nhà thấy không? Đây là cảnh biển. Biển rất là đẹp luôn á. Biển trắng xóa luôn. Anh nói cái lịch diễn của mình đi. À, vậy là ngày mai là ngày 10 tháng 12 sẽ lên Đài Bắc và mình sẽ diễn ở Trung Ly nha. Hẹn gặp cả nhà ở đó. Ok. Còn mấy ngày tới nữa? Còn mấy ngày tới nữa là ngày 11 thì bắt đầu là diễn thêm 2 suất nữa. Đó là về có lẽ là Đài Trung. Cao Hùng. À, Cao Hùng nha. Diễn ở Cao Hùng. Cao Hùng Đài Trung. Ok. Đó là ngày 11 tháng 10, còn ngày mai là ngày 10 tháng 12, ngày mai ngày 10 tháng 12 thì sẽ diễn ở Trung Ly Đài Bắc. Ok. Mọi người có ở gần thì tới ủng hộ anh Vĩ nha mọi người. Nhưng mà nghe nói một cái tin vui là cũng như là chương trình này rất là ý nghĩa, thành ra là vé đã hết vé rồi. Hy vọng là ngày mai sẽ gặp được mọi người rất là đông vui, trời lạnh quá. Qua anh Vĩ ơi, qua đợt này thì có ai ha? Qua đợt này thì có Lưu Chí Vĩ, Ân Thiên Vĩ, Quỳnh Trang và công chúa Lâm Khánh Chi. Rất là vui. À, với lại có Song Duy là bạn của Lâm Khánh Chi nha. Và đặc biệt hơn nữa thì chương trình này rất là ý nghĩa, thành ra là Vĩ đi thì Vĩ cảm thấy rất là háo hức, rất là vui. Lần đầu mà Vĩ đến Đài Loan, hồi đó giờ thì Vĩ cũng coi phim rất là nhiều, nhưng mà thấy cảnh Đài Loan cũng rất là đẹp, mà hôm nay đã chạm đến Đài Loan rồi, thấy cảm giác được là biển ở đây rất là đẹp và con người ở đây cũng rất là thân thiện nha. Đây, cho mình quay một vòng cho các bạn xem ha. Cảnh biển rất là đẹp. Bán đảo Đài Loan, biển trong xanh. Bên trên là núi nè. Còn ở bên đây là biển. Và đây là anh Vĩ. Chậm chậm anh ơi. Lạnh lắm mọi người ơi. Gió quá. Nếu mà không có mưa ha thì anh Vĩ sẽ đi xuống dưới biển, dưới đây đẹp lắm á, nhưng mà mưa rồi chắc đứng trên đây. Hy vọng chút xíu nữa thì thôi mưa thì mình sẽ được xuống dưới mấy cái tảng đá dưới đây, đẹp quá. Sóng biển rất là lớn. Đang mưa phùn. Thật ra nếu mà có điều kiện thì mọi người cứ đi sang đây du lịch một chuyến, bên đây rất là đẹp nha. Ở đây là Cơ Long Chi Lũng nha mọi người nha, Chi Lũng. Cảnh rất là đẹp luôn. Nếu mà trời nắng thì mình sẽ xuống dưới biển á, thì mình sẽ thấy được mênh mông biển cả hơn. Còn hiện thời thì đang mưa, thành ra là Vĩ cũng không dám xuống, tại xuống bên dưới nhiều khi nó bị trơn trượt á mọi người. Đấy. Thấy sóng biển đẹp không? Đó. Thôi vậy anh Vĩ xin chào mọi người cái đi. Rồi, bây giờ thì Vĩ xin chào mọi người. Chào là hồi nãy mình nói sao quên rồi ta. Bye bye. Ok, bye bye, nói bye bye đi. Chứ giờ mình không biết nói tiếng Hoa. Rồi, xin chào mọi người nha. Xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại nha tối mai. Tối mai thì Vĩ sẽ có mặt tại Đài Bắc. Trung Ly Đài Bắc Trung nha. Rồi xin chào okay, mọi người. Xin chào cả nhà. Bye bye.